thành phố á, Ừ. làm bữa là hẹn gia đình đó, là tới gia đình mà má đi ra về Dạ. quê mất, đúng ra là tới là quay phim đồ cho đài truyền hình nữa, nhưng Dạ mà vâng. bây giờ là cuối cùng má đi thì với thành phố mới chọn người khác thì bây giờ là mới gửi quà lại. Thì bây giờ là anh Dũng là phó bí thư đảng ủy phường, con thì khu trưởng là chắc má biết rồi. Đấy, Bây có giờ quay qua đây phim, thì có cũng quay như phim. là trên thành phố gửi quà lại cho má, thì bây giờ là trong đây là có xuất quà Em có quay bánh phim này kem, trên YouTube á này. à, Thưa thì cho giờ anh Dũng, này đó là tôi với trị giá là 2 triệu cô rồi, còn đi qua đấy là của tỉnh thành phố thì đây cũng là cái cái tiêu nhân chuẩn gì anh, tiêu chuẩn lịch sĩ nhân dịp à? là 30/4 á, Người có công với ngày giải phóng miền Nam á, thì nói chung là cũng để tri ân những anh hùng liệt người có sĩ. công với cách mạng. Thì tỉnh thì cũng có, thành phố cũng có mấy suất, là phường có 2 suất. Thì đáng lẽ các anh xuống thăm quay phim chụp hình đưa lên thông tin, nhưng mà do là cô đi Ở đi ngoài đi kia bác chơi với dạ, các con. cho nên là vắng như này. Hôm nay thì được sự ủy quyền của tỉnh và thành phố thì con là phó bí thư phường cũng sang trước là thăm sức khỏe cô, sau nữa thì cũng gửi món quà của cấp trên là gửi cho gia đình cô. Món Cô quà thì có, gồm có hiện vật cô biết rồi, cô 2 trên triệu dạ. cảm ơn nhiều thế cảm ơn quan lãnh tâm đạo của phường và các cấp, bán cảm ơn các khu vực phó trong vai trò phường Lê Hồng Phong, và cho cô gửi lời cảm ơn các đồng chí trên thành phố. Cô thấy cô rất hân hạnh, cô được cái thức quà này cô cũng rất hân hạnh, xin gửi chuyển lời cảm ơn các đồng chí ở thành phố và các đồng chí ở phường quan tâm gia đình của cô. Thế thế là cũng xin chúc các đồng chí ở phường công tác khỏe mạnh, làm ăn càng ngày tiến lên, giàu có, tiền bạc nhiều, phường Quay mặt lên, phường nhìn tất mặt lên. Dạ. Đó là gì à? Chỉ Thế cho còn nước. cũng cảm ơn các đồng chí ở ở Đây thành phố quan tâm gia đình, gia đình chúng tôi cũng xin cảm ơn. Tôi chào các đồng chí. Quà biết con rồi, cảm ơn con đoàn giàu này. quá. Biết có Uống nước này quá ai chứ nhiều bạn cho nên biết nếu hết. con làm bí thư đoàn nữa Thư, anh làm bí thư đoàn phường, con là bí mấy thư chi con về đoàn. chụp anh hình nha. Dạ. Đây đây. Đó, con ngồi đó, con ngồi. Ai Ngồi đây. thờ với ai được may Đấy, mắn đúng rồi, đúng rồi. Đây, đây nhìn nhìn đây, nhìn đây con chụp luôn cho đây một. Đây anh Dũng nhìn đây, anh Dũng nhìn đây một. Hôm qua bác chờ mà trúng ngày Đây đấy. một hai. Rồi, đẹp lắm rồi. Đấy. Rồi, có được rồi. Đây rồi. Đây. Nào, một, hai. Rồi, hai, ba, rồi. Chị Hiền có chụp không? Có chứ, chụp chứ, chụp cùng chứ, cả gia đình. Chụp, chụp. Đây đây à. Rồi, hết rồi đây à. Ngồi đây nè, em ngồi đây hả? Đứng đây. Đứng, đứng đây rồi, được, được, đấy, được, được. Rồi. Rồi, nhìn đây nào, 1, 2. Đẹp lắm, nào, 1, 2, chị nhìn đây nào, 1, 2. Rồi. Anh Dũng trẻ nhờ, bao nhiêu năm vẫn thế, không thay đổi gì cả. Gần 60 rồi, trẻ như nó ừ, em. Cho bà cười nhanh nữa, thăm đồng chí Hiệp với bà khỏe không? Ai ạ? Chị Hiệp đây đâu? Dạ, Hiệp cũng khỏe. Bà cho bà làm đấy không? Dạ, còn bí thư. Bí thư. Bí thư. À, Hiệp đã lên bí thư anh. Bí thư. Các cháu gia đình khỏe không? Được Dạ, mấy cảm đứa? ơn cô. Đây Con thứ hai. là Con một có số ra chồng mà. chưa? Dạ. Sinh ra rồi, trẻ là này mà sinh ra. Anh này thì em không biết này. Còn hai đứa con cũng xui ra hết rồi. Anh tên anh gì nhỉ? Anh Minh à? Minh, Minh. Minh chỗ anh bạn là ở cùng 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 phường mấy? anh ba là cùng Phường phường mấy? đơn vị À, à, cùng đơn anh vị. em thân thiết lắm mấy Phường chưa Lê Phong vô anh bạn á à, anh bản ở bản chồng chị đây này ở là thân lắm á dạ. Đây đây hả? Mấy bữa tôi đi
Lê Hồng Phong. Qua đó em mới gọi sáng gọi ông. Em với anh là cùng đơn vị. Anh thấy đi trước em năm. Không, anh không là cô đội trưởng. Dạ. Đây là cô đội trưởng. Trời ơi, hôm nay đi biết mình sao chạy thêm có biết đâu nghe bạn. Cũng trong nhà hết nhưng mà. Dạ. Nhưng mà mình quay để cho người ta biết là trời ơi đâu biết ra. Em về hưu lâu rồi. Về hưu trước ông bà luôn á. Làm hải sản Đông Lạnh chứ lâu rồi và từ thời bao cấp hồi. Còn ý là bữa nay làm gì? ở nhà. Nhanh ghê chứ. Thôi về nha, bây giờ con có việc chút. Má, bây giờ con có việc chút, con xin phép con đi trước cái nha. Con có việc con đi. Em có việc cái con đi. Dạ. Thế lâu lâu đến không ngồi uống ở hấp nước không ngồi việc nhà em làm Phật chợ sáng một nhà mới mất. À dạ dạ. Dạ em không em đi Bắc mà. Dạ em ở Bắc em không ở đây. Dạ. Em ở hai mươi mấy năm rồi, 22 năm rồi. Vợ con ở đây chỉ có thằng em là ở đây thôi. Bà ở đây với ai? Bà ở đây với vợ chồng thằng út. Do ông anh ruột của bà, ông em bị ung thư giai đoạn cuối. Đây là bà phải đi về. Tình trạng đi về về. Chủ yếu tình cảm. Dạ. Có biết ai không ai đâu. Dạ. Rồi đi anh Dũng đi nhá.